Nằm vùng story dàn người đẹp Vbiz, tìm thấy loại quả khô ai cũng dùng tân trang nhan sắc. Dàn mỹ nhân như Ngọc Trinh, Đỗ Thị Hà, Amy hay Diễm My 9X đều đang áp dụng loại quả này vào món ăn uống hàng ngày. Phụ nữ đẹp có phải để cho người khác ngắm? Không, đó không phải là lý do để chị em phụ nữ làm đẹp cho chính mình. Phụ nữ đẹp để trở nên tự tin, hạnh phúc và thành công hơn. Đối với phái nữ, việc tân trang nhan sắc hàng ngày đã là chuyện lớn, đối với các ngôi sao nổi tiếng thì việc làm đẹp lại càng trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Bên cạnh những phương thức dưỡng nhan đắt đỏ thì các mỹ nhân Vbiz cũng rất lăng xê các biện pháp làm đẹp hiệu quả cao mà không tốn quá nhiều chi phí. Và có lẽ bồi dưỡng nhan sắc từ mỹ phẩm thô chưa đủ mà còn cần tầm bổ từ sâu bên trong. Tết Nguyên đán cũng đã trôi qua được một khoảng thời gian và giờ đây có lẽ là thời điểm các người đẹp Vbiz hối hả làm đẹp nhất. Nếu nằm vùng story các sao trong khoảng thời gian này, bạn sẽ nhận ra điểm chung trong đồ ăn thức uống của họ đều xuất hiện bóng dáng một loại quả màu đỏ. Dễ thấy điểm chung trong nguyên liệu của các người đẹp áp dụng trong thời gian gần đây đó chính là hồng táo khô hay còn gọi là táo đỏ. Nó là nguyên liệu có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp, thế nên không phải tự nhiên mà vị thuốc bắc phổ biến luôn luôn có thành phần táo đỏ. Táo đỏ xưa kia được xem là bí thuật làm đẹp của phụ nữ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong táo đỏ có rất nhiều thành phần dinh dưỡng, tuy nhiên nếu biết cách ăn uống hợp lý thì nó sẽ phát huy những công dụng sau đối với sắc đẹp. Chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là các hợp chất có thể ngăn ngừa và đảo ngược thiệt hại do các gốc tự do dư thừa gây ra. Người ta tìm thấy trong táo có flavonoid, polysaccharide, acid triterpenic và cả vitamin C. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy hoạt động chống oxy hóa của flavonoid trong táo đỏ giúp giảm căng thẳng và viêm nhiễm do các gốc tự do gây ra trong gan. Trên thực tế, hầu hết các lợi ích của quả táo đỏ được cho là do hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng. Tăng cường khả năng miễn dịch. Một nghiên cứu trong ống nghiệm lưu ý rằng polysaccharide trong táo đỏ là loại đường tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại các gốc tự do, trung hòa các tế bào có hại và giảm viêm. Táo đỏ có thể giảm mức độ viêm nhiễm và các gốc tự do có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Một nghiên cứu khác cho thấy lignin trong táo đỏ, một loại chất xơ có đặc tính chống oxy hóa, thúc đẩy sản xuất các tế bào miễn dịch và tăng tốc độ trung hòa các hợp chất có hại của các tế bào này. Trong một nghiên cứu trên chuột, chiết xuất táo đỏ tăng cường các tế bào miễn dịch được gọi là tế bào tiêu diệt tự nhiên, có thể tiêu diệt các tế bào xâm lược có hại. Cải thiện tiêu hóa. Trong 100 gram táo đỏ có khoảng 79 calo, trong đó có 1 gram chất đạm, không chất béo, 20 gram tinh bột và 10 giờ chất xơ. Hàm lượng chất xơ cao của táo tàu có thể giúp cải thiện tiêu hóa và khoảng 50% lượng cáp trong trái cây đến từ chất xơ được biết đến với tác dụng có lợi cho tiêu hóa. Khi cơ thể có bộ máy tiêu hóa tốt sẽ thúc đẩy khả năng sản sinh máu và da dẻ của phái nữ cũng trở nên hồng hào và có sức sống hơn. Lưu ý! Táo đỏ có nhiều công dụng nhưng hầu hết các dạng táo có trên thị trường đều là dạng sấy khô. 100g táo sấy so với 100g táo tươi sẽ có nhiều calo hơn do lượng đường khi sấy sẽ cô đặc lại hơn. Vì vậy bạn nên hạn chế chúng trong chế độ ăn uống của mình. Một chế độ ăn uống giúp cải thiện sắc đẹp bao giờ cũng cần có sự tính toán chi li và kết hợp với ngủ nghỉ và tập luyện thể dục thể thao.